Xin chào tất cả các bác. Em lên sóng cái chiếc điều hòa di động Sanlier các bác nhé. Về trong ngày hôm qua của cái lô ngày hôm qua, vệ sinh đến đâu thì em sẽ lên sóng đến đấy để phục vụ tất cả các bác. Con này em để số 3 nhé. Máy đã test ok, ngon lành và chức năng rồi. Đây là một con Sanlier có 4 chức năng, đó là làm lạnh, hút ẩm, sưởi ấm và quạt gió. Đấy, 3 tốc độ gió yếu, trung bình, mạnh, có hẹn giờ, tắt. Con này cánh gió chỉnh tay, cánh gió chỉnh tay các bác nhé. Cái này chỉnh lên xuống. Con máy còn rất là chắc chắn. Chiều cao của nó là 60, chiều ngang là hơn 20, còn chiều sâu là khoảng hơn 30. Máy có khe thổi khí nóng đằng sau đấy. Đấy, các bác làm mát phòng thì các bác phải bố trí đường thoát khí nóng nhé. Chỗ này của nó thổi khí nóng ra đấy. Đây, con này điện là 220V này, công suất lạnh 330W, sưởi ấm là 1250W, hút ẩm là 20 lít một ngày. Đấy, sản xuất tại Nhật Bản. Về cái dòng Sanlier này, các bác lưu ý là độ lạnh của nó ra chỉ vào tầm 25 đến 28 độ C nhé, phù hợp cho các bác dùng làm mát trực tiếp hoặc là các cái không gian phòng nhỏ thôi. Đấy, công suất của nó là nhỏ hơn cái loại nội địa 100V đấy ạ, có 330W thôi. Có bánh xe di chuyển khắp nơi này. Ở những cái không gian mở như thế này mà các bác không lắp được điều hòa thì các bác cứ bật nó lên và ngồi thay một cái quạt. Đấy, khi chạy thì nước của dàn lạnh nó ra vào bình này này, nó đầy thì các bác đổ đi lại chạy tiếp. Đấy, có chức năng hút ẩm vào mùa nồm, sưởi ấm mùa đông, quạt gió vào mùa thu và làm lạnh vào mùa hè. 4 chức năng. Con này không có cánh gió đảo tự động, cho nên em bán là 3,2 triệu nhé. Để các bác nào lấy các bác liên hệ, giá chưa có phí vận chuyển, ship hàng toàn quốc. Các bác sang mua đặt cọc trước 500.000, nhận hàng kiểm tra thanh toán nốt nha. Chào các bác.